Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Như vậy là sắp kết thúc 3 tháng tân binh rồi. Thì trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn nội dung anh em tân binh luyện tập điều lệnh đội ngũ, chuẩn bị cho lễ tuyên thệ kết thúc 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới nhé quý vị nhé. Thời tiết này khá là mưa, tuy nhiên anh em cũng vẫn rất là hăng say để luyện tập. Như vậy là 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn ít ngày nữa thôi. Sau khi tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới xong thì các đồng chí chiến sĩ mới sẽ trở thành những người lính thực thụ và sẽ thành biên chế về các đơn vị khác nhau để tiếp tục huấn luyện về các chuyên ngành quân binh chủng khác nhau. Mọi người xem anh em tập điều lệnh.